Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Mỗi tuần chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ quen thuộc này để có thể được lắng nghe câu chuyện, được chia sẻ với một nhân vật nào đấy đã tin cậy và tìm đến với chương trình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật của tuần này. Xin mời quý vị khán giả lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Chào em. Em chào chị. Mình chọn cái cách đó là không có lộ mặt để mọi người biết về mình. Nhưng mà bây giờ mình có cái tên nào đó để cái cuộc trò chuyện này mình dễ xưng hô không nè? Dạ, chị cứ gọi em tên là Nhi. Nhi ha, rồi. Năm nay là em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 24 tuổi ạ. Chị muốn hỏi là lý do vì sao ngay từ đầu cuộc trò chuyện thì Nhi quyết định rằng là em không có muốn được lấy hình? Tại vì cái câu chuyện của em nó cũng thiệt á, nên là em không muốn lộ mặt chút nào. Vậy thì mình sẽ bắt đầu cái câu chuyện của mình vào cái thời điểm cách đây bao nhiêu năm? Dạ, cách đây 6 năm ạ. 6 năm, tức là năm đó là mình mới 18 tuổi thôi á hả? Dạ đúng rồi. Điều gì đây đã xảy ra cách đây 6 năm? Trước đây gia đình em thì là một nhà buôn bán trang trí nội thất lớn á chị. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh? Dạ đúng rồi, ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình làm ăn buôn bán kinh doanh lớn, thì bố mẹ em làm ăn rất được, thì em quen với cái cuộc sống tiêu xài tiền nhiều và bạn bè nhiều. Năm đó là gia đình của mình đã có bao nhiêu thành viên? Bốn thành viên. Em dạ. Là con lớn hay con em nhỏ? Là con út. Em là con út nữa. Dạ. Gia cảnh mình thì cũng rất căn bản. Dạ. Kinh doanh thì cũng rất là được. Dạ. Em còn nhớ là cái mức độ hưởng thụ của mình vào thời điểm đó mà nó liên quan đến cái tiềm lực kinh tế của gia đình á, là đến cái mức nào không? Bây giờ mình nghĩ là mình thấy lúc đó mình đã sướng như thế nào? Một ngày thì có thể xài 4-5 triệu, đó là bình thường. 4-5 triệu? Dạ. Của cách đây 6 năm về trước? Dạ đúng rồi. Lúc đó vàng nhiêu chỉ ta? Lúc đó chỉ có hình như 3 triệu mấy rồi. Có nghĩa là đôi khi có những ngày mà mình tiêu xài hơn cả 1 chỉ vàng. Dạ đúng rồi. Thì lúc đấy em mới có khoảng 14-15 tuổi rồi thôi. Mình nhớ là mình đã chi tiền vào những cái việc gì ở cái thời điểm đó? Mình đi chơi với bạn bè, mình đi ăn uống, đi shopping mua sắm. Nhiều khi là mình mua những cái thứ đồ xa hoa vật chất mình để ở nhà thôi. Và có nghĩa là mình cũng chi tiền rất là mạnh tay với bạn bè để được tán dương. Dạ đúng rồi. Để thể hiện hả? Ba mẹ em có lúc đấy có nói với em về cái việc đó là phải tiết kiệm không, mặc dù đúng là có dư giả? Ba mẹ thì có nói là tiết kiệm, với lại con ơi con xài ghê quá, con xài dữ quá, con xài còn hơn đại gia thiếu gia của nhà khác nữa. Nhưng mà mình thì mình tính cũng ngang nên là mình mặc kệ. Với lại gia đình của mình nhiều tiền nên là mình nghĩ mình xài vậy đó là bình thường. Một mặt thì phụ huynh nói là con ơi con tiết kiệm lại, nhưng tiền đó ở đâu ra? Ba mẹ có đưa, với lại mình cũng có lấy nữa. Tự lấy luôn? Dạ, tại vì tiền ở nhà thì cứ để đó thôi, xài thì cứ vô là mở tủ là lấy. Không có quản lý, không có quản sát, kiểm soát. Có nghĩa là một mặt thì ba mẹ em có cảm thấy là con ơi con xài phung phí quá, nhưng cái hành động cụ thể để họ siết chặt chi tiêu, họ hướng dẫn cái hành vi để em có thể xài tiền một cách hiệu quả hơn thì gần như họ không có làm. Dạ đúng rồi. Lúc đó công việc của ba mẹ bận lắm không Nhi? Dạ bận từ sáng tới khuya, nhiều khi là nguyên một ngày em cũng không gặp mặt nữa, nên đó là mình thấy bạn bè xung quanh mình nhiều quá nên là mình xài tiền chung với bạn bè, suốt ngày với bạn bè hoài luôn. Lúc đó là em chỉ có ăn ở ngoài này nọ, lúc nào là cũng xin hàng ở ngoài hết, chỉ có dùng tiền để sử dụng ở ngoài thôi, chứ không có nghĩ là mình sẽ ăn uống với gia đình hay là gặp ba mẹ mình ở nhà đâu. Nhưng cái quan trọng là ví dụ lúc đấy em muốn ăn uống ở nhà và muốn gặp ba mẹ ở nhà thì mình có điều kiện để làm điều đó không? Có điều kiện nhưng mà mình cũng không muốn. Cũng không muốn nữa. Dạ đúng rồi. Vậy thì ba mẹ có đề nghị không? Nếu ba mẹ kêu bữa nay ăn cơm ở nhà nha, hoặc là tuần này nhà mình ăn cơm ở chung nha, thì có không? Có không, những cái đề nghị dạ, cũng không. Không. Dạ. Chị em thì sao tại thời điểm đó? Chị em thì lúc đó cũng ở riêng, không có ở chung với gia đình, cũng đi học đại học. Gia đình mình không có một cái sự gắn kết thì mình cũng cảm thấy hụt hẫng. Chị của em có xài tiền nhiều như em không? Chị của em không xài tiền nhiều như em. Vì sao? Mình có thể tự lý giải được không? Có thể là chị em trưởng thành hơn em, với lại cứng hơn em nhiều, với ít bạn bè hơn. Thế thì cái sự hưởng thụ đó nó dẫn đến những cái diễn biến như thế nào? Ai là người dẫn em vào cái quán bar để làm? Tự em tìm tới. Làm chắc cũng được 4-5 năm gì đó. 4-5 năm? Thế thì trong cái giai đoạn mà em làm ở bar đó đó, thì cái cảm giác mà mình xài cái tiền mà mình làm được nó như thế nào? Lúc đầu có dư nhưng mà lúc sau không có dư nữa. Tại vì mình làm xong rồi mình cũng phải mua sắm vô đồ đạc, với lại mình sống như những thứ xa xỉ, rồi bệnh hoạn cuộc sống
thì không có dư. Với lại trong khi đó nữa thì nhà em cũng có những cái biến cố là ba mẹ bệnh với phá sản á, nên là mình cảm thấy là mình ăn chơi mình kiếm ra bao nhiêu tiền thì cuối cùng mình không dư được gì hết. Thế khi họ biết là lúc đó em làm được bao lâu rồi? Lúc đó làm được hơn 2 năm Phản ứng của ba mẹ thế nào? thì em vẫn chưa quay đầu, em vẫn ở trong cái môi trường quán bar đó em làm tiếp. Thế thì sau đó? Cách đây 1 năm, năm trước 2 năm thì bố em bệnh nặng, bố em có liên lạc với em, bố em nói về với bố kinh doanh buôn bán nhỏ ở nhà đi, đừng đi làm nữa, nhưng mà em cũng cứng đầu em không có về. Nhưng mà lúc đó thì cũng mình cũng thấy là ba mẹ là cởi mở lòng á, tha thứ cho mình rồi. Tới lúc đó thì công việc nó cũng hơi bấp bênh một chút xíu, thì có những cái người mà em gặp ở trong quán bar cũng gọi là cắt đứt liên lạc với em luôn, nên là em chọn cách là em dừng lại, em cũng về với bố mẹ của em. Mình lùi lại thời gian trước đó một xí đi. Thực ra chị nghĩ là chị cùng với nhiều người cũng sẽ có thắc mắc này, là cái thu nhập từ cái công việc ở trong quán bar của em nó đến từ những cái nguồn tiền gì, và nó kiếm được cỡ bao nhiêu trong cái khoảng thời gian em làm? Khi mà mình vô quán bar mình làm thì nó sẽ có cái lương cơ bản. Lúc đấy là mình được hưởng lương bao nhiêu? Dạ 6 triệu một tháng. Cũng chưa phải là số tiền nhiều. Dạ đúng rồi, 6 triệu cũng chưa phải số tiền nhiều. Khi mà mình uống nước, uống rượu, gọi là uống rượu với khách thì mình sẽ có tiền, với lại có tiền tiếp bàn, với có người cho thêm tiền mình khi mình đi uống cà phê, ăn uống với đi ngoài với anh ta. Có nghĩa là chấp nhận đi khách riêng ở bên ngoài. Dạ, hoặc là mình cặp kè gì đó thì cái chuyện đó là chuyện riêng của bản thân của mình. Vậy thì tổng cái thu nhập một tháng của em tại cái thời điểm đấy mà em làm ở quán bar là được cỡ bao nhiêu? Dạ, một tháng đó mà thấp nhất là 15 triệu. Thấp nhất là 15 triệu, tức là tính ra là cái số tiền em kiếm bên ngoài nó gấp đôi cái tiền lương cứng của mình. Nhưng mà đó là thấp nhất, vậy thì sẽ có những tháng cao nhất thì tầm bao nhiêu? Những tháng cao nhất thì sẽ tới 25-30 triệu. Của cách đây 5-6 năm về trước. Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình cũng không giữ được tiền. Dạ, nhưng mà mình không giữ được. Lúc đầu thì mình có giữ, mình mua xe, mình mua chỗ ở, mình mua quần áo, với mình mua vàng tiết kiệm, nhưng mà theo thời gian thì mình không có giữ được bao nhiêu hết. Đổi lại của cái việc được một cái khoản tiền mười mấy, 20, 30 triệu một tháng, Dạ. thì cái em bỏ ra, cái em phải đem ra đánh đổi là gì? Phải nghĩ là hôm nay mình phải nói như thế nào với người ta để người ta cho tiền. Nên mình phải luôn luôn ở trong một cái tình trạng gian dối, lợi dụng người khác. Nhiều khi mình cảm thấy là mình mệt mỏi lắm, nhưng mà mình cũng phải đi làm. Cái đổi lại thứ hai là sức khỏe, bởi Sức vì cái khỏe. lịch trình làm việc ở trong quán bar thì đương nhiên là nó là một cái lịch trình khác với đồng hồ sinh học bình thường. Dạ đúng rồi. Và cái mà em thấy tổn hại nhiều nhất là gia đình mình, tại vì em thấy là ba mẹ mình từ bỏ mình, với lại không đồng ý ngay từ lúc đầu và tới bây giờ luôn. Vì sao ba mẹ từ bỏ em? Em nghĩ là lúc đó ba mẹ biết là con đường của em đi là sai, nhưng mà mình vẫn cứ đi. Cái sai mà ba mẹ đã từng nói cho em nghe thì ba mẹ chỉ ra cho mình cái sai nào trong cái công việc đó? Ba mẹ nói là làm cái môi trường đó đó đa số là đàn ông có vợ hết rồi, thì mình phải lừa lọc người ta, gọi là sống giả tạo. Còn cái thứ hai nữa là không tốt cho sức khỏe cơ thể, với lại thuần phong mỹ tục thì mình làm quán bar mình phải ăn mặc hở hang, mình phải trưng diện, quan tâm về sắc đẹp nhiều, những thứ đó là không cần thiết, là xa xỉ. Cái điều gì ở bên trong của em tại thời điểm đó mà bây giờ mình nghĩ lại mình thấy là mình đã không có tiếp nhận tất cả những cái phân tích đó? Em nghĩ lúc đó thứ nhất là em ở gần bạn xấu quá nhiều, thứ hai là mình cái tôi của mình muốn thể hiện mình nhiều quá. Thực ra lý do của nó khác với cái mà em nghĩ đó. Bạn đương nhiên là đúng là chúng ta chơi với ai thì chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái nhóm bạn của mình, vì nó có tiêu chí nhóm mà, nó có nguyên tắc chung mà. Thì chơi với những người bạn xấu thì những cái nguyên tắc đó nó buộc chúng ta tuân thủ, thì nó cũng sẽ cơ bản là phải thực hiện hành vi nó cũng phải xấu. Nhưng quan trọng ở chỗ đó là bản thân của mình chứ. Bởi vì nếu như không thì tất cả chúng ta đều được quyền đổ thừa cho hoàn cảnh để nói rằng là tôi vô can. Và cái kế tiếp, thực ra cái mà em không nghe lời ba mẹ nó không phải đến từ cái tôi đâu gì, mà nó đến từ một cái khác. Em nghĩ là do mình không kiềm chế được, với lại mình chạy theo những cái xa xỉ, với lại theo cái tuổi của mình là tuổi dậy thì tò mò tìm hiểu, nên là mình cuốn cuốn theo,
mình thấy những cái đó nó hào quang quá, mình nghĩ là nó hào quang nên là mình chạy theo những cái đó. Nó có một vài thứ để có thể lý giải cho cái việc mà em bỏ ngoài tai lời của ba mẹ. Thứ nhất, vốn em với ba mẹ đã không hề có kết nối trước đó. Bởi vì nếu như cái lời nói của ba mẹ là một cái lời nói mà mình có lắng nghe, thì cách đó vài năm em đã không tiêu xài một ngày 4-5 triệu. Nếu như cái gắn kết gia đình của em là một cái gắn kết nó đủ đầy, thì em sẽ không dùng cái từ hồi nãy mà em chia sẻ với chị là bỗng dưng một ngày ba mẹ em phá sản. Em ơi, chuyện làm ăn muốn phá sản nó phải có dấu hiệu cảnh báo. Ví dụ tôi bị bùng một đơn hàng, tôi bị mất hai khách hàng, rồi sau đó tôi mới bị mất hết tất cả khách hàng. Chứ đâu có nghĩa là tự nhiên ngủ đêm sáng ngày thức dậy cái được tuyên bố là phá sản. Nhưng vì sao em không hề nhận ra mà em dùng cái từ đó, tự dưng nhà em phá sản, là tại vì vốn cái câu chuyện làm ăn của ba mẹ em đâu có quan tâm. Cái em quan tâm ở đây là nhà mình nhiều tiền. Nhưng mà ngày hôm đó ba mẹ em phải nói chuyện với khách hàng sao? Ba mẹ em phải chạy ngược chạy xuôi để lấy đầu này đắp qua đầu kia như thế nào? Ba mẹ em đã phải cân đối giữa các đơn hàng như thế nào để không có bị đứt vốn? Là một cái quá trình mà chị tin là ba mẹ có thể đã phải vật vã cả năm rồi. Nhưng mà đến một ngày họ gồng không được nữa, là lúc đó là lúc em mới biết phá sản. Nhưng thực ra cái dấu hiệu cảnh báo nó đã đến từ rất lâu trước đó, nhưng mà mình với ba mẹ không có kết nối. Và chính cái không kết nối này nó tạo ra một cái kết quả cuối cùng là khi ba mẹ cần can thiệp vào một cái hành vi của em thì em đâu có nghe. Tại sao con phải nghe? Vì con cũng muốn không có coi lời nói của ba mẹ nó quan trọng. Cái thứ hai á, giống như em nói là em không có kiềm chế được sự hưởng thụ của mình, là bởi vì mình quen xài như vậy rồi. Bây giờ nếu như không làm vậy nữa thì mình không biết xài cái gì. Và tất cả những cái mức độ tiêu xài thấp hơn em đều không muốn. Ví dụ như ăn phải ăn ở chỗ đó, đi là phải đi xe đó, mặc là phải mặc cái món đấy. Mỗi tháng là phải cho bản thân mình mua bao nhiêu món đồ. Bây giờ nếu như bắt em thay đổi những cái thói quen hưởng thụ đó em chịu không được. Người ta gọi là sướng riết rồi đâm quen. Đâm quen à. Cái thứ ba, cái này mới là cái đáng sợ nè. Đó là em nghỉ học quá sớm. Mà trước khi em nghỉ học thì cái giá trị bản thân của em nó cũng không có gì ngoài cái việc là em bung tiền ra cho những người bạn của mình. Đó là lý do khi mà ba mẹ kêu em thôi nghỉ làm đi, làm một việc khác ít tiền hơn cũng được. Đối với em, thứ nhất việc khác em làm không được. Cái thứ hai, em không có được sự tự tin. Ngoài tiền ra em không có sự tự tin. Và đó là lý do bằng mọi giá là mình phải bám lấy cái công việc này, mặc dù cái sự tổn hại của nó rất là nhiều. Và cuối cùng thì mới nói đến cái chuyện non kinh nghiệm. Tại vì kinh nghiệm ai cũng non hết đó, không ai đẻ ra có kinh nghiệm liền. Nhưng mà với tất cả những thói quen cũ nó làm cho mình không có muốn tiếp nhận. Đó là gia đình thôi. Còn cái riêng trong bản thân em, thực ra trong suốt khoảng thời gian mà mỗi tháng mình vẫn có được vài chục triệu như vậy, nghe thì có vẻ rất là thích nha, nhưng mà thật sự lúc đó em có bất an không? Mỗi ngày mình mở mắt dậy thì mình thấy run sợ. Rồi em còn bất an gì nữa? Sức khỏe, nhiều khi bị bệnh xã hội. Còn nữa không? Nhiều khi mình cặp với người này người kia, bị đánh ghen. Có nghĩa là dù đi làm cũng sợ, dù ở nhà cũng sợ, đúng không? Nhưng mà mình vẫn phải tiếp tục. Dạ. Với một cái sự mỏi mệt, căng thẳng. Chị hỏi thật nha, 6 năm đó em đi làm, mặc dù mỗi tháng tính trên cái số tiền là nó nhiều đó, thu nhập vậy là nó cao, nhưng em có bao giờ em tự hào em nói về công việc của em cho những người xung quanh em biết không? Ví dụ họ hàng, bạn bè cũ, hoặc một ai đó mà mình mới quen ở bên ngoài. Dạ không. Vì mình biết là người ta nghĩ cái nghề đó là nghề thấp kém, nghề không được trân trọng của xã hội, nên là mình không có tự hào để mình nói là mình làm cái công việc đó. Vậy thì rõ ràng là đâu phải công việc tiền nhiều là cái đích đến cuối cùng, đúng không? Thế thì đến khi nào em mới thực sự bước ra khỏi cái chặng đường đó? Và vì sao mình quyết định bước ra trong khi mình có 6 năm hành tẩu giang hồ đó, nhưng mà tại sao đến thời điểm đó em đủ bừng tỉnh? Ba mẹ em thì có những cái nói em thấy là cũng chưa có thuyết phục quá chị. Tổn thương hả? Tổn thương. Vậy còn người ta thì người ta nói cái gì với em mà em nghe? Bạn đó nói thì cũng nói giống như ba mẹ em, nhưng mà nói theo cái cách là thì có hậu quả gì em sẽ chịu, hậu quả đó thì là như thế này, như thế này. Có phải vậy không? Là người ta đã nói để mình thấy rằng là cái tổn hại của cái việc tiếp tục này nè là mình chịu. Và muốn hay không là có một mình tổn thương thôi. Nhưng ba mẹ đó thì ba mẹ đã nói dựa trên cái hình ảnh gia đình, cái sĩ diện ba mẹ. Mình có cảm giác như là ba mẹ nói để được việc cho ba mẹ chứ không phải được việc cho mình. Vậy thì cái thời điểm mà chính xác, cái ngày mà mình quyết định là mình dừng lại hẳn hòi á, em có còn nhớ ngày hôm đó không? Em nhớ hôm đó là buổi tối, tự nhiên em nghĩ ngang em xách đồ luôn. Em không nói gì với quán. Em với bác taxi, em với gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ có ở nhà không? Thì em với cầm hết đồ em về với mẹ. Mẹ đón em về theo kiểu nào? Mẹ em mới nói mày
chơi m*** phải không? Rồi có thiếu tiền đúng không? Rồi tiền tới tao phải không? Mình cũng thấy hụt hẫng. Nhưng mà em mới nói à, không, con mệt quá, giờ con muốn nghỉ ngơi. Rồi về thì mẹ em vẫn mở cửa đón em về. Cuối cùng rồi thì ba mẹ vẫn đợi các bạn về thôi. Có điều là trong cái trải nghiệm của họ, trong cái tuổi đời của họ, trong cái góc nhìn của họ thì sẽ có những cái kiểu nói mà nó không được lòng các bạn. Nhưng mà cái điều quan trọng thì họ vẫn ở đấy thôi mà. Dạ đúng rồi. Điều quan trọng là em nhận ra khi mà dù mình có như thế nào đi nữa thì ba mẹ mình vẫn ở đó, vẫn đợi mình, vẫn mở cửa cho mình quay về. Cơm nhà nhiều khi nghe nó rỗn rãng chán bát vậy thôi nhưng mà vẫn ngồi đó ăn được. Còn cơm của người nhiều khi người ta không nói gì hết. Chén thì cũng rất đẹp nhưng mà ăn vô chắc gì còn sống đâu. Thế thì từ chỗ em làm người ta có một cái cuộc truy lùng nào đấy. Ủa đâu rồi, tự nhiên nghỉ mà không báo, rồi gọi điện, rồi kiếm mình đủ thứ, có không? Dạ có. Rồi em làm sao? Có nhắn tin ở trên cái nhóm với lại gọi cho em. Ủa mày sao vậy, sao lại nghỉ? Em mới nói sao tự nhiên em thấy trong người mệt quá chị. Thôi đồ đạc của em chị bán hay là chị để đó đi, mai mốt em tới em lấy sao. Tự nhiên em mệt quá, giờ em về với gia đình của em. Thì có một thời gian người ta cũng liên lạc với em để quay lại làm. Nhưng mà em nói thôi đồ đạc nó cũng chả bao nhiêu hết, mình cứ bỏ nó đi. Nên là em không có quay lại nữa. Với lại em ở nhà thì em cũng kể với mẹ em nghe. Thì mẹ em mới nói thôi đồ đạc, những cái đó, những thứ con thấy là hào quang, những thứ con thấy là đẹp á, mẹ nói thiệt nó không phải là đẹp đâu. Nên là bỏ đi. Mình làm ăn chân chính đàng hoàng, khi mình có tiền mình sẽ mua một cái đồ hiệu của mình mặc sau. Thực ra sẽ có nhiều người ta nói nhưng mà gạo vẫn phải mua bằng tiền đấy, xe đi thì vẫn phải trả bằng tiền đó. Thì rõ ràng khi mà em rời bỏ như vậy có nghĩa là cái dòng thu nhập của em nó cũng bắt đầu nó bị cắt giảm. Và công việc mới của mình chắc chắn nó cũng không phải là cái công việc mà dễ kiếm tiền như trước kia. Vậy thì em đối diện với những cái khó khăn về mặt vật chất trong cái giai đoạn rời đi đó đó, thì cái cảm giác của em sao? Em thấy cũng hơi thiếu thốn á chị. Thứ nhất là mình không có xe mình đi. Trời ơi, bây giờ lại tới tiền đóng tiền phòng, ăn uống. Và bây giờ lại không có xe đi nữa. Giờ hôm nay mình đi bộ ta. Cái mình cũng hỏi gia đình với bạn bè. Nhưng mà cũng may là cũng có người giúp. Cảm giác của em khi mà mỗi lần em đi ra ngoài đường hoặc là khi em làm cái gì đó thì em thấy có một cái sự thoải mái nào nó so với trước đó không? Em thấy là cuộc sống dễ thở hơn. Mình không phải lúc nào cũng ngủ dậy là mình phải lo thế này, mình phải lo thế kia. Với lại khi mà mình khó khăn vấp ngã thì mình cũng thấy gia đình của mình với nhiều người xung quanh, người ta mở rộng vòng tay giúp đỡ mình hơn. Còn khi mà như lúc trước thì mình thấy chỉ có một mình không có ai hết. Và nếu như có ai đó thì nó vẫn rất là đậm cái mùi đổi chác ở đó. Em biết tại sao trước đó em luôn cảm thấy là mình không có người giúp và mình buộc phải có thiệt là nhiều tiền để mình giải quyết cái nhu cầu cá nhân của mình không? Có thể là tại vì do cái công việc của mình làm. Tại vì lúc đó vốn em không có kết nối với ai hết. Em đi làm nhưng em không có tự hào về công việc của em. Em không thể chia sẻ với mọi người về cái việc là em đang làm gì, tiền bao nhiêu và tại sao bây giờ em khó khăn. Bởi vì cái sự yếu thế trong cái nghề nghiệp nó làm cho em không có tự tin để nói cái điều đó với ai hết. Thành ra là khi không nói được với ai thì bây giờ dù cái khó khăn đó là 1.000 đồng thôi, mình vẫn phải là người tự lo. Và điều đó nó làm cho em cảm thấy rằng mình phải có thật là nhiều tiền để mình có được cảm giác an toàn. Dạ. Mà mình nghĩ là coi như xong rồi đó, đời này chẳng ai giúp mình đâu. Cái quan trọng là em có chia sẻ với ai đâu mà người ta giúp. Nhưng em không thể chia sẻ được tại thời điểm trước đó. Bây giờ em mở miệng ra em nói với người ta làm sao? Giờ em nói em là Sugar Baby à? Hay là em nói với người ta là em làm trong quán bar đó? Cái điều đó nó đâu làm cho em tự hào đâu. Nên là em im lặng, em giải quyết mọi vấn đề của mình một mình. Nhưng khi mà mình rời khỏi cái nơi đó, mình về với gia đình, mình làm một cái công việc nó bình thường hơn, nó minh bạch hơn. Có thể là chỉ cần là bán một cái túi bột giặt thôi, tiền lời là chỉ có mấy ngàn đồng, nhưng mà trời ơi nó quá trời là minh bạch và lành mạnh. Anh công an phường mà đi ngang nhà em còn mời anh vô mua tạp hóa nữa, chứ còn ngày xưa làm ở quán bar là anh đi giùm em. Cái giá trị của một cái công việc và một cái cuộc sống nó minh bạch, nó nằm ở chỗ là mình không có bị một mình. Bên cạnh cái câu chuyện nãy giờ chúng ta nói là chúng ta không có tự hào được về nghề nghiệp, em có quan sát thấy ba mẹ em có vui mừng với cái chặng đường sau này của em không? Dạ có. Bố em biết là em bước ra khỏi cái thế giới ban đêm bia rượu đó thì bố em rất là mừng. Dù bố em bệnh nhưng mà bố em vẫn gọi hỏi thăm, nhắn tin cho em là em có khỏe không. So với lúc trước thì không có. Hỏi thật nha,
cái giai đoạn mà em bắt đầu đi tìm việc, đi tìm một cái công việc cho riêng mình, em có cảm thấy sợ hãi về một cái điều là phải trả lời những nhà tuyển dụng là em đã từng làm gì? Dạ có. Em sợ là nhiều khi mình nói thiệt quá thì người ta không chịu. Nhưng mà mình giấu cũng không được. Giấu sao giờ? Không lẽ người ta hỏi em 6 năm qua em làm gì? Nói 6 năm qua em xuyên không, em biến mất hả? Cũng đâu được. Rồi cuối cùng em chọn giải pháp làm sao? Em chỉ nói là em đi bán cà phê với phục vụ như sinh viên thôi. Em ở nhà em phụ bán đồ, nhưng mà tiền bạc giờ nó cũng khó khăn quá. Thì em muốn là kiếm một cái công việc nó làm thêm. Thế là mình vẫn phải chọn cái cách không thể nói hết được cái giá phải trả của một quãng đời lầm lỡ. Dùng từ lầm lỡ thì cũng không biết có đúng không trong trường hợp này. Tại vì tính ra lúc đấy ngoài cái thực ra nhé, quay ngược lại thời gian thì phải đặt em vào đúng cái khoảng thời gian đó với những cái bối cảnh thì cũng không biết phải nói rằng là cái cách nào khác nó sẽ tốt hơn cho em, tại vì em không có cách. Nhưng đó, tất cả những gì chúng ta trải qua chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về nó. Có thể lúc này thì một bạn nào đấy đang ở trong hoàn cảnh đó, bạn cảm thấy bình thường, có gì đâu, thì sau này tôi từ bỏ nó. Nhưng mà bạn quên mất rằng là bạn phải mang theo tất cả những gì mà bạn đã trải qua. Vậy thì nếu như cái mà chúng ta trải qua nó nằm trong sự lỡ lầm, nó nằm trong cái việc bị động hoặc là chúng ta suy nghĩ không thấu đáo, thì đôi khi cả đời lại phải đi giải quyết cái hậu quả của nó. Với quan hệ tình cảm trai gái sau này, thực ra nha, em có tự tin với cái việc là mình sẽ có được một cái tình cảm với một cái người mà ở đó gia thế của họ nè, rồi bản thân của họ nè, ở một cái mức độ người ta hay nói câu là mây tầng nào gặp gió tầng đó đó. Thì thực ra cái 6 năm mà mình làm việc ở cái không gian đó, nó có làm cho em cảm thấy đôi khi em cũng tự bi kịch là mình cũng khó lòng mà tìm được một cái người con trai gia thế, hoàn cảnh, rồi bản thân người ta tử tế, hoặc là người ta thuộc một cái nhóm xã hội mà sống nó lành mạnh, nó vinh hiển. Dạ có. Nhiều khi mình cũng nghĩ là tại vì quá khứ mình như vậy á, nên là mình sợ sẽ gặp một cái người xấu giống như mình lúc trước. Nhưng mà người tốt hơn thì mình có dám mơ không? Dạ có. Tại vì mình phải có ước mơ. Mà cái người dẫn lối em ra thì cái người đó là người trong giấc mơ của em. Dạ. Nên đó là em cảm thấy nói chung là cuộc sống này vẫn có một cơ hội. Cuộc sống này nó sẽ có cơ hội với những người biết nắm bắt nó, chứ cơ hội nó ở đấy đó. Em không nắm thì nó lửng lửng, nó trôi đi, chẳng nó không ở lại, nó đợi em đâu. Và nó cũng chỉ có thể dành cho những cái người mà biết quay đầu thôi. Vậy thì em đã bước vào một công việc mới tính đến thời điểm này là bao lâu rồi? Em làm công việc mới này là cũng gần 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi. Có nghĩa là thực ra là mình thấy là nó ổn định thiệt rồi. Dạ. Cái người tuyển em vô thì người ta cũng sống thoáng á. Nên là lúc đầu em gặp người ta thì em cũng có kể cho người ta nghe. Chị cũng đồng cảm, nên là tạo cơ hội cho em làm. Chứ được cái là những cái lúc mà mình khó khăn thì mình cũng được người ta giúp đỡ chị. Mình đã từng là một người xài tiền rất nhiều. Thế thì thực sự với em, cái giá trị mà em nhận ra cho đến thời điểm này á, thì tiền nó quan trọng đến mức nào? Em cảm thấy là tiền nó cũng có quan trọng thiệt, nhưng mà nhiều khi nó không phải là quan trọng lắm. Nhất không? Bây giờ nó nhất không? Dạ không, đó hết là nhất rồi. Đó là nó có quan trọng. Dạ, nó có quan trọng. Nhưng nó không nhất được. Nhưng mà nó không phải là đúng. Giờ xếp thứ tự đi. Trong cái hệ giá trị của em đến thời điểm này, khi mình trải qua rất nhiều quãng đời như vậy, thì em sẽ thấy xếp tiền bây giờ trên thang 10 đi, thì nó đứng ở cái số cỡ nhiêu? Em nghĩ chắc nó đứng thứ 3 à? Ừ, chứ số 1 là em không xếp rồi đúng không? Dạ. Với em bây giờ số 1 là cái gì quan trọng nhất? Số 1 có thể là gia đình. Thứ 2 là sức khỏe. Thứ 3 thì chắc tiền với việc làm. Tại vì tiền thường đi đôi với việc làm. Dạ. Dạ. Thế thì tại sao ngày hôm nay em có mặt ở đây? Điều gì khiến em cảm thấy là mình kể câu chuyện này ra, mặc dù đến thời điểm này vẫn đều chọn cái cách là kể mà không có lộ mặt? Em thì em đã trải qua một cái thời gian ăn chơi vậy rồi. Thì em thấy là bản thân mình hối hận. Với hiện tại thì em thấy cái cuộc sống bây giờ nó hiện đại, công nghệ quá. Em cũng sợ là giới trẻ bây giờ sẽ bị giống em của 6 năm trước. Bà nói bà làm như bà hết trẻ vậy đó, bà mới có 20 tuổi à. Nhiều khi á là mình cũng sợ con mình đó chị. Cái đời tương lai của con mình nó cũng sẽ như mình. Em không muốn lộ mặt ra, là có thể là tại vì ngại. Ngại cho em hay cho ba mẹ? Ngại cho gia đình em. Nên là em không muốn lộ mặt. Vậy thì chị hỏi một câu nè, em
lo lắng về tương lai, em lo lắng về việc là sẽ có những cái bạn trẻ vấp ngã. Thế thì bây giờ mình lùi lại thời gian của mình từ thời thơ ấu đi. Dĩ nhiên không có ai thay đổi được quá khứ đâu. Nhưng mà theo góc nhìn của Nhi nha, thì nếu như trong quá khứ em được nuôi dạy theo kiểu gì thì nó sẽ không có một cái cuộc đời đã diễn ra theo kiểu này. Ba mẹ quan tâm con cái nhiều hơn, Tức là có nếp nhà hơn. có nếp nhà hơn, với lại trong gia đình quan tâm lẫn nhau hơn, thì em sẽ không như ngày hôm nay. Có cái trải nghiệm nào của mình mà mình nghĩ rằng là đáng lý ra mình đừng làm cái điều đó, tại mình làm cái điều đó mà câu chuyện nó mới trượt dài nữa. Em sẽ không có nghỉ học, bỏ nhà đi mà đi làm con ba. Nhưng mà bây giờ hai mấy tuổi nè, học tiếp được không? Dạ, bây giờ thì vẫn học trung cấp được hoặc Đúng là học nghề rồi, được. 34 tuổi vẫn học được, Dạ. 44 tuổi vẫn học được. Việc học là việc cả đời, cho nên là chị cũng hy vọng là em sẽ có những cái sự chuẩn bị lại, tại vì em còn trẻ lắm và cái tuổi nghề của em còn dài lắm. Vậy thì mình quay trở lại mình chuẩn bị vũ khí cho một cái con đường mà mình đi mà mình không có bất an nữa, để lỡ sau này tự nhiên cái vị trí mình đang làm á nó có một cái sự thay đổi nào đó mà mình không có cái gì trong tay, cái mình lại sợ, cái mình lại có thể chọn thỏa hiệp với một cái cách nào đó thì nó cũng không nên. Thế thì ngày hôm nay khi mà ngồi đây kể xong câu chuyện của mình rồi, thì cái thông điệp quan trọng nhất mà em hy vọng là mọi người sẽ nhớ về cái câu chuyện của em là cái gì? Đồng tiền nó không phải là tất cả chị. Em đủ trải để chứng minh được điều đó rồi đúng không? Đây không phải là lý thuyết suông đúng không? Theo em hình dung thì nếu như cái chương trình của chúng ta mà được phát thì ba mẹ ở nhà có đoán được người đang kể chuyện là em không? Em nghĩ là chắc nhận ra Vì cái gì mà nhận ra? hình dáng, Hình dáng nè, rồi gì nữa? giọng nói, Giọng nói. dạ, với lại cái cách nói chuyện Ừ. Và câu chuyện nữa. và câu chuyện. Cứ cho như là họ nhận ra đi. Dạ. Thì có cái thông điệp nào mà em muốn gửi đến cho ba mẹ? Em muốn nói là em xin lỗi rất nhiều. Trước đây em sử dụng thời gian phí phạm mà. Chắc chắn là có những thứ mà ba mẹ đã từng lớn lên cùng với em, họ cũng làm chưa tốt. Họ cũng vì nhiều lý do mà có thể là không có đáp ứng được đúng cái sở nguyện để các bạn trở thành một đứa trẻ hạnh phúc. Nhưng chắc chắn là họ vẫn là ba mẹ của mình. Họ vẫn luôn nỗ lực để cái gì tốt nhất của họ họ có dành cho em. Có điều là đôi khi cái kỳ vọng của hai bên không có gặp nhau thôi. Nhưng từng bên cũng đã từng rất là nỗ lực rồi. Chị cũng hy vọng là ba mẹ nhận qua em. Nhận em qua hình dáng nào, qua giọng nói, qua câu chuyện và cái lời xin lỗi này. Đây là một cái điều mà họ sẽ đón nhận được nó. Cảm ơn Nhi vì đã ở đây kể câu chuyện của mình. Mặc dù còn nhiều ngần ngại nhưng mà chị tin nó là một cái câu chuyện rất là đáng giá. Trước tiên là cho em vì em được nói ra những cái gì mà em đã trải qua. Hay là với khán giả của Ai Cũng Có Chuyện, với cả những phụ huynh và với cả những bạn trẻ nữa. Phụ huynh sẽ phải nhìn lại những đứa con của mình đang trong tuổi lớn để xem là mình có đang bỏ bê các bạn ấy mà mình không hay biết hay không. Mình chỉ tập trung vào việc thỏa mãn về nhu cầu vật chất nhưng đừng quên là các con đang có rất nhiều nhu cầu. Các bạn trẻ thì cũng có thể nhận ra rằng là thực ra cái mà mình nghĩ nó là hào quang, cái mình nghĩ nó là sự khôn ngầu của mình có phải là những cái giá trị ổn định, có lợi cho tương lai của các bạn hay không, từ câu chuyện của Nhi. Và cuối cùng thì cảm ơn mọi người vì đã luôn ở đây cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện, mỗi tuần một nhân vật, nhưng chắc chắn một điều là cái chất liệu đó sẽ có rất nhiều người cảm thấy được gặp gỡ trong cuộc đời của mình. Và hy vọng rằng là chúng tôi cũng đã hỗ trợ được mọi người trong việc đánh giá lại vấn đề của bản thân và có thể đưa ra những cái quyết định hợp lý. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào Ai Cũng Có Chuyện ở tuần sau. Con thấy rõ chưa? Rồi, thấy rõ rồi. Anh có nghe em nói không nè? Rồi, ok anh ha. Thì ở đây chỉ có biên tập và... Tầng đầu, ok. Ở đây thì chỉ có biên tập và ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi. Thì mình tự giới thiệu về bản thân mình ha. Tự tin lên giúp em nè. Rồi, giới thiệu Rồi, đi anh. Ở trong chương trình ngay, anh tên là Quỳnh Đức Khê, năm nay 40 tuổi, quê quán tại Quảng Nam, nghề nghiệp thì làm thợ cắt tóc. Thợ cắt tóc. Bây giờ là anh mở tiệm ở Quảng Nam hay là anh đang làm ở đâu? Mở tiệm ở Quảng Nam luôn, gần gần nhà để bóng cây. Rồi cái tiệm của anh là có bao nhiêu thợ hay có mình anh hay như thế nào nè? Có một thợ luôn nữa. Mà cái khúc nam hay nữ? Cắt tóc nôm nữ luôn. Rồi thì điểm mạnh điểm yếu của anh Khê là gì? Điểm mạnh thì biết nấu ăn ấy. Không được chạy, không hút thuốc. Rồi có tật xấu gì không? Cũng thích chơi thể thao. Thích du lịch nghe nhọt.
Còn điểm yếu thì dễ xúc động lắm, có là hơi sợ ráng á. Ừ, rồi thì tình thường của anh sao rồi anh Khê? Anh đã lập gia đình nào chưa? Còn độc thân chưa có, hồi trước thì có hai mối tình, mà mối tình trước kia thì lâu lắm, còn mối tình xa nên chắc hơn 4 năm rồi. Ừ. Chia ta rồi á, không quen được ai hết. Rồi mối tình 4 năm sao chia tay? Thì nó cũng hợp nha. Nữ đó thì nắng tính quá, mà em thì em thích cái mẫu người hiền lành xíu. Mà quen 4 năm bạn nữ nóng tính quá mà mình quen không, tới 4 không, năm. Không, ấy là chia ta 4 năm rồi chứ quen đâu. Quen đâu 3 năm, từ 3 năm mà đứt đi nói lẹ từ 3 năm á. Quen có gì giờ quen 3 năm mà quen bạn mai là bạn nữ nóng tính á mà ông quen 3 năm. Rồi chia tay là do bạn nữ nóng tính thôi hả? Chứ không phải do gì hả? Phải do mình không? Không không không, không có gì hết, có tóm lại là có nhiều cái khó nói lắm mà, nhưng mà chắc cũng không hợp nhau lắm vì ấy là nhỏ nó cũng có hai con người chứ không phải là mình nữa. Ừ, vậy là chị đó cũng tìm hiểu nhiều người đúng không? Đúng rồi, nhưng mà có nghĩa là mình lớn hơn nó nhiều nên cũng khó. Ừ, gia đình nó thì rất là thích mình. Trời ơi, quen bạn gái mà nó gì mà nó, bạn người yêu cũ của mình mà kêu bằng nó kỳ à. Rồi em hỏi anh xíu nè, rồi bây giờ anh ở từ Quảng Nam mà anh có đi vô trong Sài Gòn để ghi hình được không? Được chứ, hồi nãy vô đang nói vàng một rồi mà vàng à, một là đi ngày 29/2019 mới trừ á. Ồ dạ, anh đi vô trong đó rồi, anh đi vô đây rồi sao anh không, anh không được kêu nữa hả? Vòng 2 không được kêu hả? Ấy là vô vòng 2 là nhận được mail rồi. Nhận được mail rồi là bị gì lồn giấy xác nhận độc thân mà sao giá nó có xá thoáng cho má nên giờ hãy còn nhiều rồi, lao rồi. Ờ, rồi bây giờ làm giấy được chưa? Giấy đâu có cần với lồn chứ, lồn chứ hãy thọn có xá thoáng mà. Thì ý em nói bây giờ vô tham gia thì phải làm lại á. Mà anh có lên bạn muốn hẹn hò lần nào chưa? Chưa. Thì mình thì rất tự tin thôi chứ còn chưa tham gia cái chương trình giá, nhưng mà mình rất là tự tin tại vì vô tiếp nhiều quá nè. Âm nhọt đồ là đám cưới đám hỏa đám đình đám đồ chi là mình hót đồ đúng không? Vô lưu là bình thường, không có gì mà rụt rè hết. Rồi bây giờ hát cho em một hai câu coi nè. Hót đi hót này bài nào cũng được hết á. Thế giới của tình yêu thật vậy? Rồi, ok anh. Anh muốn bay trên thời gian, xin không gian để tới okay. Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đai nắng. Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì anh đừng có và chắc có và chắc có. Chẳng cần biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em. Cháu ở bên cạnh em bao nhiêu chẳng ai hơn anh. Anh chẳng sợ gì đâu vì anh to bằng cả thế giới này, nơi đó chỉ dành riêng cho em. Rồi, cảm ơn anh, quá hay luôn. Rồi bây giờ mẫu người anh mong muốn là mẫu người như thế nào nè? À, cái mẫu người là trước tiên là sống mà tình cũ, hiền lành thì mị nách no, sống là biết tôn trọng yêu thương gia đình. Vì ngoại hình thì dễ nhìn xinh sáng tí. Rồi về tuổi tác quê quán? Không ốm quá. Ừ. À, tuổi thì cỡ 35 đổ lại là được. Ừ, rồi. Cái tay nữa lớn quá. Rồi 35 đổ nhưng lại. Chưa có gia đình ngay. Ừ. Ủa nghe không, anh không thích là bọn nữ nghe là anh không được thích hả? Xăm hình ngay. Không thích xăm hình. Rồi nghe anh không được hả? Sao ai? Ví dụ người phụ nữ đó ngang tuổi anh được không? Ngon tuổi thì trẻ chứ ngon tuổi có khi lớn quá à. Thì ngang tuổi như nhiều người ta cũng trẻ măng. Trẻ được chứ còn sự ngon tuổi là có khi... Rồi thích trẻ không thích già ha, rồi.
em nói có đây. Nghĩa là bằng tuổi nhưng mà nhìn phải trẻ chứ, nhiều đứa nhiều người bằng tuổi mình là rất là đại tấm bò lắm mà. Ok đại tấm bò lắm mà rồi rồi ok tuổi, bằng tuổi thấy rất là lớn. Dạ nên rồi bây giờ em ghi nè, nhiều người ta trẻ nhưng mà ta gì bằng tuổi anh nhưng mà ta trẻ lắm cũng chưa lập gia đình thì vẫn ok đúng không? Ok. Rồi quê quán vùng miền của người đó sao? Anh có quan quê trọng quán không? Thì Quận Đông thì tốt, Tân Kỳ thì tốt hơn. Còn xa xa nữa được không? Còn bí quá thì lân cận cũng được. Rồi ok, lân cận nha. Rồi thì ở đây là chương ở đây là vòng phỏng vấn của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi. Nếu như mà được thì cuối tháng này tụi em có ghi hình đó, thì anh sắp xếp vô Sài Gòn để ghi hình ha. Ấy ấy thì tìm được người rồi bố trước cho về ngà vô. Báo trước cho bao nhiêu? Sao? Báo trước mấy ngày thì được anh? Bèo chuyện phải bo ngà trở lại nha. Rồi ok, em sẽ báo trước anh 3 ngày trở lên nha. Bo ngà trở lại mới được. Dạ, rồi. Rồi em cảm ơn anh Phê ạ. Ấy là kiếm được chưa đó? Chưa anh ơi, tụi em đang phỏng vấn anh thôi, đây mới là vòng phỏng vấn thôi, còn rồi, anh có được lọt vào vòng. Chờ mái nam rồi đó, tưởng là chương trình của anh bắt lại chứ, hai nhắn tin qua Facebook con bá Loan Anh gì đó. Ừ. Mà không thấy nó nhán lại, nó không nhán gì đó. Mà gọi điện thì hầu nó gọi số mà không ai nghe má. Dạ, dạ. Rồi thì có gì thì bên chương trình sẽ báo lại với anh ha. Rồi có gì thì nhắn Facebook rồi nhắn Zalo luôn à. Dạ mấy bạn sẽ báo anh Zalo hay là Facebook gì đó, thì lúc đó mấy bạn cũng không được thì mấy bạn gọi cho anh cũng được nha anh nha. Rồi ok, cái số là cái số ra đây luôn nè. Rồi rồi, dạ dạ. Rồi cảm ơn anh ha. Rồi bye bye chương trình ngay. Dạ buổi phỏng vấn kết thúc rồi ạ. À. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ. À. Đang nào đó ạ? À? Dạ dạ. Rồi bye bye nha. Dạ rồi, anh bấm nút đỏ thoát cuộc gọi giùm em nha. Anh bấm nút đỏ thoát cuộc gọi giùm em nha. Rồi rồi rồi. Dạ em cảm ơn anh ạ. Rồi chúc sức khỏe, chúc gia đình này. Ao rồi, ao rồi. Sức khỏe, chúc gia đình. Anh đang ở quần gác luôn hả? Rồi ở đây là ekip biên tập của chương trình thì là chỉ có bên ban tổ chức thôi. Đây là em tha thứ lỗi, em chia sẻ về bản thân mình nha, giới thiệu bản thân đi, họ tên, tuổi và công việc quê quán của mình đi ha. Nghe rõ không? Tại em đang không nghe rõ. Nghe không rõ hả? Bây giờ nghe rõ chưa? Alo. Chị Nắm ơi, tiếng của chị hơi nhỏ hơn xíu ấy, mình nói lớn lên xíu chị. Trời lâu lắm rồi. Dạ anh Dương ơi, anh mở camera lên giúp em nha. Rồi em okay. Nghe chưa Dương? Bây giờ to hơn xíu rồi chị Nắm, nói to hơn. Dương ơi, em nghe rõ chưa? Thế Nhung hỏi giùm chị Nhung ơi. Nhỏ nhỏ. Rồi bây giờ mình nghe rõ chưa anh ơi? Rồi 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 bạn ơi. Rồi ok, bây giờ anh nhìn thẳng vào camera điện thoại giúp tụi em nha. Đó, rồi để cho bọn em sẽ nhìn thấy hình ảnh của mình nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Em tên là Bùi Đại Dương. Quê quán em ở Hòa Bình, tên là Hòa Bình. Em sinh năm 1995. Hiện tại công việc em là bán hàng online. Ừ, làm bán hàng online hả? Mình bán cụ thể về cái gì? Hiện tại em đang kinh doanh về mặt hàng nước hoa và bình lửa Zippo. Ừ, là mình vẫn đang ở ngoài Hòa Bình hả? Vâng ạ. Ừ, nếu mà chương trình ghi hình trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình có vào được không? Dạ, cũng sắp xếp thời gian để đi vào. Ừ, rồi ok. Dương nói một xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Dương. Vâng, cái điểm mạnh của em là em... Điểm mạnh của em là biết nấu ăn. À, điểm yếu của em thì là nó hay kiểu hay lười.
và sở trường của em là nấu 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 ăn. Alo ạ. Dạ các chị ơi. Rồi chị Nhung, chị A, chị Văn rồi. Rồi anh nói tiếp em đi anh. Mà điểm mạnh điểm yếu anh là gì? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của anh là gì anh nghe không? À, điểm mạnh của em là em nấu ăn ạ. À. Điểm yếu là em... Và cái nấu ăn đó ra thì mình còn cái điểm mạnh gì nữa không anh? À, tư vấn điểm mạnh em đa phần chỉ là nấu ăn thôi. Ừ. Rồi điểm yếu của mình, tình trường của mình ra làm sao? À, điểm yếu của em thì hơi kém ạ. Hơi kém về cái gì anh? Hơi kém về về tình trường ạ. Là mình nhát gái hay là mình như thế nào mà kém về tình trường? Cũng gọi là nhát nhát đấy ạ. Rồi ví dụ đứng trước một cô gái thì mình nói chuyện như thế nào? Bâng khuâng ít nói ạ. Rồi mình kể đi, mình có mấy mối tình rồi anh, lý do vì sao mình chia tay mấy mối tình đó? Em có được hai mối tình, đó là từ mối tình, một là mối tình ở học sinh và một mối tình ở sinh viên. Nói chung là cái thời gian, cái kiểu là trẻ con, nó là thời học sinh và sinh viên thì là nó còn mới lớn, thì là nó gọi là tình yêu, và tình yêu và trẻ con ấy nó không đến với nhau mỹ mãn, nên ra là đầu đến khi đầu ra trường, đầu lập nghiệp thì cũng không nghĩ đến là yêu đâm ra là cũng mải đầu là kiếm tiền đấy, ra là hiện tại giờ em chưa có gì cả. Rồi mình độc thân là bao lâu rồi anh? Độc thân được khoảng độ 26, được 6 năm rồi đấy ạ. À, 6 năm trời, mình không tìm hiểu ai hả? Lý do vì sao mình độc thân 6 năm trời vậy? Nghĩa là em độc thân 6 năm nhưng mà em không có đủ kinh tế, y tế để mà chăm lo cho người khác, nên ra là ngại yêu. Rồi bây giờ mà mình đủ chăm lo chưa? Dạ cũng đủ rồi. Là kinh tế của mình giờ là ổn hết rồi đúng không anh ơi? Vâng ạ. Rồi bây giờ thì mình muốn cái mẫu người yêu của mình như thế nào? Em muốn mẫu người yêu của em thì là thực ra là miễn sao là con gái là được. Cái không gì quan trời? Trọng lắm đấy, thì cũng không quan trọng lắm mà. Cái ngày xưa là ông quen con gái hay ông quen con trai mà ông nói miễn sao là con gái là được? Không, em ngại lắm, tại vì trước em bị mấy lần rồi ạ. Em bị mấy lần là sao? Các bạn trai bạn nói chuyện ấy. Em ngại lắm. Rồi nói chuyện thôi chứ có quen đâu. Vâng. Nói chung là không? Em thì mấy sao cô gái là dễ nhìn là được, không quan trọng lắm về thể thức lắm. Rồi tuổi tác, quê quán, vùng miền thì sao? Tuổi tác thì từ 30 tuổi đổ lại đấy ạ. Hơn 30 tuổi được. Nói chung là sao để nó hai người mình nói chuyện nhau, hợp nhau là được. Nói chuyện hợp nhau với mình là nói chuyện hợp về cái gì? Mình có thể nói cụ thể không? Hợp nhau là về cách nói chuyện và cách tư duy rồi là đến khi đầu chung sống ạ. Nói chung là cảm giác mình đến phù hợp là được ạ. Rồi thì ví dụ như bạn nữ ở miền nào thì phù hợp với mình? Nói chung là hầu như là mình đã ở cùng nhau được thì là miền nào cũng được. Là mình có thể mình đi đâu mình cũng đi được hay sao? Vâng ạ. Rồi ok, thì để ở đây chỉ là phần phỏng vấn đầu tiên của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi ha. Thì nếu như mà được thì nếu mà được lọt vòng trong thì chương trình sẽ gọi lại để có gì thì mình vào Sài Gòn để mình ghi hình ha. Dạ vâng ạ.
Rồi rồi, cảm ơn. Vâng, em cảm ơn ạ. Không như gì nữa. Dạ, buổi phỏng vấn của mình là kết thúc rồi đó anh, là anh có thể bấm nút đỏ thoát cuộc gọi giùm em được rồi ạ. Cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi, ao rồi. Alo, mọi người có thể nói không vậy? Có mà rè. Nghe không, nghe không? Ờ, bây giờ mới nghe được chị. Nãy nhỏ quá. Sao vậy? Cái tai phone bị gì ạ? Ừ, cái tai nghe đi mượn đó. Bởi không phải của mình nên nó vậy. Dạ, chương trình xin chào anh ạ. Anh có nghe rõ tín hiệu của chương trình không ạ? Nghe. Dạ rồi, chương trình. Anh ơi, anh nói lại giùm em, chương trình chưa có nghe rõ tiếng của anh á. Là em nghe rõ à? Dạ rồi, chương trình nghe rõ tiếng của anh rồi. Giờ mình bắt đầu phỏng vấn luôn nha. Dạ, em mời các chị biên tập phỏng vấn giúp em ạ. Đó lại giùm em đi, anh tên gì anh? Bình Chương, sinh năm 1991. Anh họ gì? Họ Dương á. Dương Minh Chương, dạ. Dương Minh Chương. Ừ, rồi, sinh năm 91, rồi. Mời anh tiếp tục ạ. À, quê quán này, gốc Nam Định. Rồi công việc của mình, hiện tại mình đang sinh sống ở đâu? À, giờ hiện tại mình sống ở Pleiku, Gia Lai thôi. Ừ, là anh sống ở với ai trên đó? À, gia đình mình. Ừ, là quê thì ở Nam Định thôi, còn gốc là quê đó thôi, còn gia đình mình thì ở Gia Lai. Tại đây làm ăn cũng được. Ừ. Rồi anh nói về công việc của anh ở trên đó làm cái gì? À, mình làm ở bên nội thất trong gia đình mà. Cụ thể công việc của mình là cái gì á? Làm bên bàn ghế rồi. Ít rồi, nhưng mà anh làm cái khâu gì trong đó? À, bên lắp ráp. Ừ. Hoàn thiện nhé, hoàn thiện sản phẩm. Ừ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Mạnh thì nói chung là đi đâu với mọi người đấy mà vui vẻ, làm công trình thì chưa thấy ai thắng mình. Ừ, mình có sở trường gì không? Sở trường thì mình cũng thích vui vẻ rồi. Có ví dụ như là có nấu ăn được không nè, ca hát sửa chữa nhà cửa gì đó được không nè, hoặc là ca hát thể thao gì không nè? Có, nhưng cái đấy thì mình làm được, thì mình làm bên cái nào mình... Anh nói thử giùm em đi, là anh có sở trường gì nè? Là mình có thể trong gia đình mình có cái gì làm hỏng có thể mình sửa chữa được. Rồi cái gì ví dụ bên cửa nẻo cái thứ là nhà riết cái thứ là mình có thể mình tự sửa được, mình có máy móc chứ là mình sửa được hết. Nấu ăn được không? Nấu ăn thì cũng được chứ. Nhiều lúc trong gia đình mình không có ai đi bắt hết, mình sẽ định nấu ăn cho mình nhé. Ừ. Rồi ca hát thể thao gì có không nè? Ca hát thì cũng có. Ừ. Thỉnh thoảng anh thứ bảy chủ nhật rồi cũng về nhà cũng ca hát thôi. Ca hát karaoke. Ca hát vui mà. Ừ. Rồi thôi, ở đây cũng vui mà. Nên anh thuộc một hai câu nào đó anh hát tặng chương trình đi, cũng như là một điểm cộng để tụi em á hả xem xét coi có dớt anh vào một hai của chương trình không nè. Bài nào number... câu nhé. Bài nào number anh nhé, number anh nhé, anh sẽ có một tờ bài sao mà tơ hát ở đây chưa gặp ai vào đây hát ai hát giờ rồi. Nói chung mình thì hát câu kê trên ấy thì hát được. Hát vui vui. Không, rồi. Ừ. Rồi thể thao gì có chơi được không anh? Thể thao thì cũng cầu lông cũng đánh được, cầu lông. Ừ. Rồi điểm yếu của mình là gì? Dạ. Bữa trước là có hay đánh nhưng mà mấy đứa
bạn rất đến người ta đi làm xa hết rồi thì sáng thì gọi là đi tập thể đi chạy thôi, đi bộ về đây chạy bộ thôi. Rồi điểm yếu của anh, tật xấu của anh là gì? Tật xấu ạ, tật xấu bây giờ là như thế nào nhỉ? Thế nào gọi tật xấu đây? Ví dụ là đã hả, nhậu vô, nhậu bao nhiêu lon, thuốc, cờ bạc hay là gì đó? Cái thuốc thì mình không hút, thì từ nhỏ ra mình không hút. Cà phê thì lắm lúc là sáng cũng thể học cuối tuần, bạn bè rủ thì mình thì uống nhâm nhi tầm một tiếng hai tiếng thì mình về. Nhận gọi là bạn bè đi giao lưu vui vẻ. Còn bia rượu thì nói chung là cũng ít uống. Nói chung là bạn bè rủ thì lâu lâu thì bạn bè rủ thì đi cũng làm mà cũng 2-3 lon rồi về. Còn bạn cái đấy mà không biết thì sao mà được. Rồi. Còn thuốc thì mình thì nhớ mà chưa có hút. Về tình trường của mình thì như thế nào? Mình có mấy bao, mình có bao nhiêu mối tình rồi? Tình thì cũng có nhưng mà người ta cứ nói bằng chữ hay là không có, đến kiểu giai đoạn cuối ấy, kiểu đến giai đoạn kết thúc là người ta cứ dần dần. Bây giờ anh đang có tình nào, lý do vì sao chia tay nè? Nhiều cái thì mình không biết do sao nữa mà cứ thấy rồi cứ kiểu người ta nhắn tin rồi cũng được 2-3 được cứ còn rồi 2 tháng rồi nó mình thấy người ta đăng hình như là có tổ chức đám cưới gì đó. Thì nói chung khoảng ở xa hồi xưa ở ngoài quê ấy. Rồi mấy người bạn ấy mình rồi cũng ở xa xa rồi cũng mình cũng không có thời gian về. Vậy là có một mối tình đó thôi hả? Nói chung cũng hay mà cũng thế thôi. Cũng bạn bè đâu cũng kiểu cứ đến đó rồi biết là đức quả, biết là do mình hay do người ta nữa. Nhưng mà ý em hỏi là quài cái người đó thôi, là anh còn quen người khác không hay chỉ có một mối tình đó thôi? À chỉ có một cái thôi, nhiều lúc mà quen đâu cũng phải 3-4 tháng ấy, nói chung chỉ gọi lên Facebook thôi đúng không? Rồi rồi. Ủa nhưng mà ví dụ như là chương trình của tụi em quay trong thành phố Hồ Chí Minh thì anh có vào trong thành phố Hồ Chí Minh ghi hình được không? Nói chung chắc phải đi chứ giờ cũng có thể mà. Dạ nếu như mà có người thì là mình phải tự túc di chuyển vô trong Sài Gòn giùm em để ghi hình ha, để gặp bạn gái ha. Đấy được, giờ đấy là bắt buộc mình phải đi. Rồi ok, tại vì em cũng nói trước để nếu như mà có bạn gái thì cứ nhiều người không chịu vô á. Rồi cho em biết mẫu người bạn gái mà anh mong muốn là gì nè, cao thấp mập ốm tóc dài tóc ngắn gì nè. Đừng ấy quá mà đừng xấu quá nó được. Đừng ấy quá là đừng sao? Là người xấu quá. Ừ rồi, đừng gì nữa. Nói chung cũng biết nối trong gia đình mình, cũng biết nối chăm chút trong gia đình mình thôi. Rồi tuổi tác cũng quán cùng mình sao anh ơi? Thì nếu mà được ở chỗ người gần chỗ mình đã sống thì tốt hơn. Nói chung là miễn sao trên Tây Nguyên là được ha. Rồi tuổi tác thì sao? Thì tuổi thua mình hai tuổi. Còn lớn hơn anh được không? Lớn hơn hả? Ừ. Nói chung cứ nghe tìm của mình là thấp hơn càng tốt. Còn nếu nó đẹp bà đấy, nó chẳng phải tính tiếp. Cái đấy bản nói chung là... Rồi bây giờ cái... anh bây giờ anh chốt cho em đi. Bây giờ lớn hơn là lớn hơn anh bao nhiêu là được? Lớn hơn 1 tuổi. À rồi, lớn hơn từ 90 đổ về ha. Rồi thì ở đây chỉ là cái buổi đầu, cái buổi phỏng vấn của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi. Nếu như mà anh được lọt vào vòng 2 của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì là bên chương trình sẽ có biên tập gọi lại trao đổi với anh nhiều hơn ha, anh Trương ơi. Là phải nọt nữa hả? Dạ đúng rồi.
ở đây chỉ là mới có phỏng vấn thôi, tụi em cũng phải đi tìm người cho anh, còn nếu như mà anh không lọt vào vòng 2 chương trình thì sao tụi em đi tìm người cho anh được nha. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. À, anh có thể bấm thoát cuộc gọi được rồi ạ. À. Dạ, anh Trương ơi, buổi phỏng vấn của mình kết thúc rồi ạ. À, anh có thể bấm thoát cuộc gọi được rồi ạ. À. Ủa, chưa. Dạ, anh Trương bấm nút đỏ thoát cuộc gọi giùm em nha. Dạ, rồi, em cảm ơn anh. Dạ, anh bấm vào màn hình sẽ nó hiện lên cái nút đỏ thoát cuộc gọi anh. Chưa. Rồi.